90 ạ, ta sẽ có này. 1 mol glucose thì cần 1 mol glu thì cần. Chỗ này là 2813 đúng không? Kilojoule. 1 phút 1 cm vuông lá lúa thì hấp thụ 2,09 joule năng lượng mặt trời. Và nó sẽ sử dụng 10% là 0,1 nhân với 2,09 bằng 0,209 joule. Mỗi khóm lúa có 20 lá lúa. 1 giờ đấy, đề bài hỏi là 1 giờ. 1 giờ quang hợp, 1 giờ là 60 phút này. Giờ tìm diện tích này. 1 hecta lúa là 10.000 mét vuông. Đúng chưa? 1 mét vuông có 1.000 khóm thì nhân 1.000. 1 khóm thì có 20 lá xanh nhân 20. Mỗi lá xanh thì có 5 cm thì lại nhân 5. Thì cái túi này nó sẽ bằng 19 cm vuông. Thì nó sẽ sử dụng 0,209 bài toán tỉ lệ thuận nhân này. 1 phút lên 60 phút về nhân 60 này. 1 cm vuông lên 19 thì nhân 19 này. Đấy, thì là joule nha. Đổi thành kilojoule này. 1 2 5 4 nhân 10 mũ 4 kilojoule. Được chưa? Tới đây mình sẽ tìm được số mol của cái lu. Chính bằng số mol của tinh bột. Sẽ bằng là 1 2 5 4 nhân 10 mũ 4 chia cho 2813 bằng 4457,87. Đến đây mình tìm được khối lượng của tinh bột thực tế thì nó sẽ chính bằng là 4457,87 nhân 162. Anh chú ý là chỉ có 10% thôi, 10% cái lưu được tạo thành chuyển thành tinh bột nên phải chia cho nhân với 0,1 nữa nhá. Nhân 162 nhân 0,1 bằng 722,17,56. Đây là gần bằng là 722,17,56 đúng không? Đấy, 722,17,56 gan. Thế là đây là đáp án này, là đáp án điền rồi, đáp án C rồi. Thế còn tiếp tục ạ, là khối lượng của CO2 và H2O. Thì ta thấy này, 6 CO2 ra 1 glu và 6 H2O ra 1 glu. Vậy ta sẽ có là số mol của CO2 bằng số mol của H2O và bằng 6 lần số mol glu. Từ đó mình suy ra được khối lượng của CO2 cộng khối lượng của H2O. Nó sẽ bằng số mol glu và mình bấm được rồi đấy. Đây, 1658327,64. Được chưa? 1658327,64. Ok nhá.